Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Cuộc rước tới đây là kết thúc và chúng ta có 1 giờ 10 phút để chuẩn bị cho thánh lễ đại trào tiền kính trái tim Đức Mẹ tại lễ đài. 8 giờ bắt đầu thánh lễ, thì quý vị lưu ý chúng ta có 1 tiếng 10 phút để giải lao. Chúng ta sẽ trở lại đây để tham dự thánh lễ đại trào tôi tiền kính trái tim Đức Mẹ. Xin cảm ơn tất cả quý vị.